Cậu đi về chơi mình. Để bà sợ bây giờ nó quá không. Vừa ăn lúc 6 giờ rồi, bây giờ đã ăn đến rồi. Nhanh lên con. Con tự bóc hay bố bóc? Hôm qua em bóc nó. Đây, em bóc. À, tôi tự cắm nha bố bóc, tôi tự cắm. Bố bóc hay con bóc? Bố bóc con bộ cống đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.